VPF đã từ chối đề nghị được đổi giờ thi đấu trên sân vận động Tam Kỳ của câu lạc bộ Quảng Nam. Điều đó buộc tân binh của V-League phải tìm kiếm một sân đấu khác làm sân nhà ở mùa giải 2023-2024 tới đây. Lý do VPF đưa ra là tiến độ cải tạo, nâng cấp sân Tam Kỳ chậm, đặc biệt là việc nâng cấp hệ thống dàn đèn chiếu sáng hiện tại không đáp ứng yêu cầu theo quy định cũng như kịp với thời gian khai mạc mùa giải mới 2023-2024. VPF gia hạn cho câu lạc bộ Quảng Nam đến ngày 16 tháng 10 phải gửi đăng ký sân cho ban tổ chức. Nếu quá hạn, địa điểm sân nhà của đội bóng này sẽ do VPF quyết. Khi đó, đội bóng xứ Quảng phải chấp hành, đảm bảo mọi chi phí, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức các trận đấu đúng quy định tại sân vận động do VPF đã chỉ định cho đến khi việc cải tạo, nâng cấp các hạng mục sân vận động Tam Kỳ hoàn thiện, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Nhiều khả năng, sân Hòa Xuân sẽ được đội bóng này thuê lại để làm sân nhà trong thời gian chờ đợi nâng cấp dàn đèn sân Tam Kỳ. Với việc SHB Đà Nẵng phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa giải năm 2023-2024 nên việc sắp xếp lịch thi đấu của hai đội sẽ không quá khó khăn.